Xin tiếp theo một câu hỏi của một anh nông dân ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, anh Vũ Đức Cương. Anh hỏi là vụ hè thu này thì chúng tôi đang làm giống lúa là IR 50404 và hiện nay đã được 50 ngày sau khi xạ. Hiện nay là trên đồng ruộng đang xuất hiện lá lúa bị vàng, cả lá non và lá già, rễ ít và rễ bị đen nhiều. Lâu ngày thì cây lúa chết theo từng cụm. Hiện tượng này làm cây lúa chết rải rác trên đồng ruộng khoảng 3-5%. Nhờ chuyên gia giúp chúng tôi là cái cách nào để khắc phục hiện tượng này và cần phun thuốc gì để quản lý hiệu quả. Câu hỏi này xin trân trọng kính mời tiến sĩ Hồ Văn Chiến hướng dẫn nha anh ạ. Dạ, anh Cương thân mến, bà con nông dân thân mến, mà lúa chúng ta thấy là 50404 thì có lẽ là trong cái vụ hè thu hoặc là thu đông thì nó hơi kéo dài một chút thôi, còn ở đông xuân là nó có 85 ngày thôi. Mà cái lúa anh bây giờ là 50 ngày rồi, tức là nó còn có 35 ngày nữa mà anh mô tả là tôi nghĩ là đây là bị bệnh ngộ độc hữu cơ. Do vậy thì anh nên anh rút nước ra đi, rồi cái anh có thể anh bón thêm cái lân, thêm một ít lân ở chỗ nào nó bị nặng thì hơi nhiều một chút. Cái thứ hai nữa là ở trên anh phun cái, anh mua cái loại phân bón nào mà có canxi với silic bón vô để cho cái lá lúa nó hấp thu và nó dẫn cái oxy xuống dưới bộ rễ, tại vì cái silic là nó còn nằm ở trong cái thân lúa, nó dẫn oxy xuống dưới bộ rễ để cho vi sinh vật háo khí hoạt động mạnh, nó phân hủy cái hữu cơ. Và tôi nghĩ là bây giờ chỉ có cầu cứu thôi, chứ bây giờ nếu mà để cho mùa màng của chúng ta nó trúng thì rất khó, tại vì 50 ngày mà bị ngộ độc hữu cơ, tức là chứng tỏ là cái trước đây cái rơm rạ của chúng ta dùi khá sâu, nó thành bị quá muộn cái kiểu này thì nó đồng hết trơn rồi, nó sao đồng rồi, mà bây giờ bị như thế là nó sau này nó sẽ trổ yếu. Thì tôi khuyên anh nên thêm bón cây lân, rồi cái phun ở trên lá là cái canxi với silic. Dạ, xin cảm ơn anh.